Xin chào anh em, dạo gần đây thì mình hay làm các cái video giới thiệu với các dòng máy tầm trung mà phục vụ cho nhu cầu học online của các con. Chính vì vậy mà có rất nhiều anh em trên fanpage hỏi mình tại sao không làm các dòng máy tầm cao. Hôm nay mình làm luôn cái video các giới thiệu các dòng máy tầm cao, cao chót vót của Dell anh em nhé. Trên bàn của mình đây thì anh em có thể nhìn thấy là các dòng máy Dell XPS, dòng máy doanh nhân cao cấp bậc nhất của Dell. Và XPS thì như anh em biết nó chia ra làm XPS 13 và XPS 15. 13 nó là màn 13.3, như con máy này đây anh em nhé. Máy thì làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm và được phay CNC nguyên khối rất là đẹp luôn. Mặt lưng và mặt đáy anh em nhìn rất là sang trọng. Mặt tì tay của nó thì được làm bằng vật liệu sợi carbon vô cùng cao cấp anh em nhé. XPS 13 thì nó có các dòng như kiểu 9350, 9360 và đặc biệt lên phiên bản 9370 sản xuất cuối 2017-2018 thì nó đã chuyển sang màu silver, màu trắng bạc như này, rất là đẹp, rất là quyến rũ. Máy này thì nó chỉ nặng có khoảng 1,1kg thôi, rất là nhẹ, rất là tiện cho anh em mang đi mang lại. Như những con máy này thì có cả Face ID này, bảo mật vân tay và màn hình thì màn 4K, cảm ứng rất là tiện lợi anh em nhé. Ngoài ra thì có một phiên bản rất đặc biệt, đó là phiên bản xoay gập 360 độ như con máy này đây. Anh em có thể xoay được 360 độ, gập được 360 độ về đằng sau như này. Và khi đó anh em có thể sử dụng cảm ứng của nó như kiểu dòng iPad, rất tiện lợi, rất là sướng luôn. XPS 15 thì nó có XPS 15 9560, 9550, 9570 và cũng các cái phiên bản như 9550, 9560 thì anh em có thể thấy nó cũng là màu xám bạc như này. Vỏ thì cũng là vỏ nhôm nguyên khối phay CNC, rất đẹp, rất tinh xảo. Máy thì bên mình về gần như là line new anh em nhé. Đến phiên bản 9570 thì nó cũng chuyển lên màu trắng bạc, màu silver, anh em thấy đẹp không? Đây, mình có thể để gần cho anh em xem này. Anh em có thể nhìn thấy hai màu của nó không? Rất đẹp đúng không anh em? Bên mình thì rất là sẵn các dòng như kiểu 9550, 9560, 9570, 9580 hay 7590 sản xuất năm 2019 luôn. Và đặc biệt nó có cả các dòng máy chạm như kiểu là con 5510, 5520, 5530. Hình thức thì nó chả khác gì đâu. Tay trái của mình cầm là con Dell Precision 5510, còn bên tay phải của mình là con 9560. Anh em thấy nó không khác một chút nào đúng không? Chỉ có phân biệt khi anh em thấy nắp đít đằng sau nó sẽ có chữ Dell XPS và Dell Precision thôi. Với những chiếc máy màn 15.6 như này thì anh em có thể cày kéo các công việc đồ họa nặng nhọc như kiểu đồ họa xây dựng, đồ họa cơ khí hay dựng phim. Ngoài ra anh em có thể giải trí chơi các tựa game nặng như kiểu LOL, FIFA hay là GTA 5, PUBG. Con máy này có thể cân kéo được hết anh em nhé. Những chiếc máy này thì đang rất là sẵn ở hai cơ sở bên mình, Laptop TC luôn về các mẫu mã phục vụ anh em. Anh em yêu thích con máy nào thì nhớ inbox trên fanpage, bên mình sẽ gửi ảnh thực tế cho anh em. Nếu anh em đồng ý thì bên mình gửi qua giao hàng nhanh. Máy đến tay anh em có quyền mở ra kiểm tra xem có đúng hình thức hay không, đúng cấu hình hay không. Nếu ok anh em test máy khoảng 10-15 phút anh em mới thanh toán cho bên giao hàng nhanh, rất là tiện lợi cho anh em nha. Anh em nhớ inbox trên fanpage để bên mình gửi ảnh thực tế nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở các clip sau. Bye bye.